Tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận công bố lễ hội Nho Vang Ninh Thuận 2023 và lễ đón bằng công nhận của UNESCO ghi danh nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Lễ hội Nho và Vang là lễ hội truyền thống của tỉnh Ninh Thuận được tổ chức 2 năm một lần. Với mục đích xây dựng thương hiệu lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận độc đáo, khác biệt, giàu bản sắc và tôn vinh tinh hoa văn hóa các dân tộc trong tỉnh. Lễ hội năm nay sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 6 với chuỗi 17 sự kiện và hoạt động về văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại, sôi nổi, đặc sắc, kéo dài suốt 6 ngày. Đặc biệt trong dịp lễ hội Nho và Vang 2023, tỉnh Ninh Thuận chính thức đón bằng công nhận của UNESCO ghi danh nghệ thuật làm gốm của người Chăm và danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Bằng công nhận của UNESCO góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân, các cấp, các ngành, địa phương và du khách trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật làm gốm của tỉnh Ninh Thuận nói riêng và của cả nước nói chung.